Hello, chào mừng các bạn với giải số số may mắn của ngày hôm nay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm người may mắn trúng giải của cái event này. Thì số may mắn của ngày hôm nay đó là số 20 nha mọi người. Bây giờ chúng ta cùng xem ai trúng nha. Thì cái sự kiện này có giải thưởng đó là 5 cặp HP Get nha. Ai trúng giải mình sẽ gửi 5 cặp HP Get này tới tận nhà luôn nha. Trừ những vùng mà bị dịch nặng quá mình gửi không được thì mình xin phép là thiếu nợ lại, chừng nào hết dịch mình gửi nha. Ôi ôi, mình đã thấy ở đây có số 19 này. Rất tiếc là số may mắn của chúng ta là số 20 đó. Kéo xuống dưới và tìm xem số 20 sẽ thuộc về người nào đây. Có khi nào là không có số 20 không mọi người? À đây rồi, cuối cùng mình cũng tìm thấy người comment số 20 rồi. Chúc mừng bạn Mèo Bành nha. Chúc mừng bạn đã trúng giải của cái event này. Thì mời bạn gửi địa chỉ và số điện thoại về Zalo của mình hoặc là Facebook cá nhân của mình nha. Nhanh chóng gửi địa chỉ và số điện thoại về Facebook cá nhân hoặc là Zalo của mình để mình gửi phần quà này cho bạn nha, gửi tận nhà nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều và cảm ơn mọi người đã tham gia cái event này. Và mời mọi người tham gia cái event kế tiếp vào ngày tiếp theo nha. Ai chưa đăng ký thì cho Tâm xin một đăng ký kênh và theo dõi kênh nha. Chuẩn bị lên event tiếp theo tặng cá miễn phí cho mọi người nữa nha. Chúc mọi người vui vẻ.